Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh tìm kiếm đầu tư. Người cho vay tiền là quý nhân, người trả tiền đúng hạn nhất định có thể làm nên nghiệp lớn. Điều khó nhất trên đời là đi vay tiền. Người đồng ý cho bạn vay tiền là người tin tưởng, trao cho bạn cơ hội. Vì thế, trả tiền đúng hẹn chính là thể hiện chữ tín, nhân phẩm của bạn. Chiến thuật vay tiền của thầy thuốc, nhờ đó sau thành tỷ phú, vay không tiêu, móc tiền túi trả lãi đúng hẹn. Có y thuật, có y đức, thứ ông thiếu nhất là tiền để làm vốn khởi nghiệp. Nhưng, áp dụng chiến thuật mượn gió và sống chết giữ vững chữ tín, ông đã làm giàu và trở thành tỷ phú nhờ một cách có một không hai. Hoàng Sở Cửu là con trong một gia đình hành nghề y thời nhà Thanh. Từ bé, ông được trau dồi rèn luyện vốn kiến thức để chữa bệnh cứu người. Tuổi 16, Hoàng Sở Cửu quyết định đến Thượng Hải, Trung Quốc, sinh sống và muốn gây dựng sự nghiệp. Dẫu chí lớn nhưng khi đó tuổi đời còn trẻ nên ông đã khá vất vả để kiếm sống. Cuộc sống của ông cũng đỡ hơn bằng việc buôn bán phương thuốc bí truyền của tổ tiên. Lúc đó Hoàng Sở Cửu có ý định mở một cửa hiệu. Số tiền ông dành dụm được sau một thời gian bán thuốc dạo chưa đủ để mở một hiệu thuốc tại đất Thượng Hải. Ông nghĩ hay là mình đi vay. Nhờ vào quen biết với tầng lớp quý tộc Thượng Hải qua quá trình bốc thuốc chữa bệnh, ông bắt đầu hỏi vay mỗi người một ít. Nhưng số tiền vay được cũng không đủ để mở một cửa hiệu nhỏ. Các mối quan hệ của ông chỉ là xã giao nên ông nào dám vay một số tiền lớn. Cũng chưa ai dám cho ông vay với số tiền như thế. Vì vậy, ông chỉ vay tiền để đó và không động vào. Đến ngày trả lãi, ông trả đúng hẹn. Mục đích của ông là tạo uy tín, do đó tiền lãi ông phải trả là dùng tiền túi. Một thời gian sau, khi uy tín hình thành, Hoàng Sở Cửu mới can đảm vay số tiền lớn. Người cho vay cũng đủ tin tưởng để trao tiền cho ông. Ông liền mở một hiệu thuốc khi vay đủ tiền. Hiệu thuốc về sau làm ăn phát đạt, chẳng mấy chốc ông đã trả hết nợ. 20 năm sau, ông đã trở thành tỷ phú giàu nhất nhì vùng đất Thượng Hải, Trung Quốc. Câu chuyện làm giàu, trở thành tỷ phú của thầy thuốc Hoàng Sở Cửu đã để lại một bài học về chữ tín trong kinh doanh. Muốn nhận được sự giúp đỡ phải tạo lòng tin nơi người khác, mà muốn tạo lòng tin thì phải giữ chữ tín. Từ trước đến nay, đã có nhiều tỷ phú xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mỗi người có mỗi câu chuyện thú vị thể hiện năng khiếu kinh doanh bẩm sinh. Trở thành tỷ phú bằng cách có một không hai, vay tiền không tiêu mà trả lãi đúng hẹn như Hoàng Sở Cửu đúng thật hiếm thấy. Trong cuộc sống thường ngày, chữ tín tạo nên sự tin tưởng, uy tín của một cá nhân với mọi người xung quanh. Nó giúp cho lời nói của chúng ta trở nên có trọng lượng, giành được lòng tin từ người khác. Thực hiện chữ tín đơn giản nhất là giữ đúng hẹn, thực hiện đúng lời hứa. Chữ tín trong cuộc sống quan trọng bao nhiêu thì trong kinh doanh giá trị định đoạt của nó gấp nhiều lần hơn như thế. Chữ tín trong kinh doanh được đặt ra như một chuẩn mực hình thành và phát triển thương hiệu. Nó thể hiện ở việc tạo lòng tin cho người lao động, khách hàng và đối tác. Với những nhà tỷ phú hàng đầu, chữ tín được coi trọng như sinh mạng thứ hai của họ, là điều mấu chốt, là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và thực tế, chữ tín đã là bài học đúc rút ra của nhiều tên tuổi lớn trên thương trường. Trong một bài báo đăng trên Bloomberg Businessweek, ông Amancio Ortega là tỷ phú, ông chủ của Zara, đã phát biểu: "Là một doanh nhân, tôi quan tâm đến một số các nguyên tắc giá trị trong kinh doanh, trong đó hàng đầu là lòng trung tín." Tương tự, người ta biết đến Lý Gia Thành như là người đàn ông quyền lực và giàu có nhất châu Á, một tỷ phú, một nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện và là người truyền cảm hứng. Ông còn được nhắc đến qua câu nói: "Cả đời tôi làm kinh doanh, cũng chẳng có thành tựu gì lớn lao ngoài việc làm bất cứ việc gì cũng phải giữ chữ tín." Khi bạn để mất chữ tín của mình, thì cho dù có đánh đổi bao nhiêu công sức, tiền bạc cũng chẳng thể lấy lại được. Những mối quan hệ được xác lập dựa trên sự tin tưởng sẽ bền chặt. Uy tín được hình thành chủ yếu thông qua việc giữ đúng lời hứa, đúng cam kết với người khác. Sự tin tưởng trong kinh doanh là điều đặc biệt quan trọng. Nhưng cuộc sống của bạn, dù thiếu thốn đến đâu cũng đừng vay tiền bốn nhóm người này. Bạn sẽ trở thành người vừa đáng giận, vừa đáng thương. Khi khó khăn thiếu thốn cần phải vay tiền, chúng ta mới hiểu được rằng địch hay bạn cũng chỉ cách nhau một đồng bạc mà thôi. Chẳng phải tự dưng mà ca dao chúng ta có câu: "Nghèo giữa thị thành không người hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ tìm." Có tiền rồi, dù là người thân hay không thân, người quen hay không quen,
đều có thể tìm đến nhờ cậy ngay cả khi bạn tránh ở vùng núi xa. Ngược lại, khi không có tiền thì dù là bạn bè thân thiết, người thân quyến đều tìm cách trốn tránh không để ý tới. Đây chính là hiện thực phũ phàng mà mọi người có muốn trốn tránh cũng không được. Chính vì lẽ đó, người ta mới cho rằng vay tiền là một phương pháp nhanh chóng nhất để đánh giá một mối quan hệ. Lời này có vẻ thực dụng nhưng thể hiện đúng bản chất cuộc sống đang diễn ra ngay xung quanh chúng ta. Khi không có gì trong tay, chúng ta sẽ biết đâu là người mình không thể nhờ cậy, đồng thời cũng biết được ai mới là người luôn sẵn sàng giúp đỡ chân thành hết khả năng có thể. Trong thời điểm thất bát hay khó khăn, điều đáng buồn nhất thường không phải là thiếu thốn vật chất, nghèo túng về tiền bạc, mà là sự khinh miệt và thờ ơ của người khác. Trong mắt người xung quanh, bạn bỗng nhiên trở thành một người không đáng tin cậy, cũng chẳng đem lại lợi ích gì lâu dài. Cho nên, họ cũng không cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với chúng ta nữa. Vì thế, rất ít người có thể vô tư chấp nhận lời đề nghị vay tiền của bạn. Đặc biệt, có 4 nhóm người mà chúng ta nên tránh ngay từ đầu, không đụng chạm vấn đề tiền nong vay mượn với họ, để tránh trở thành người vừa đáng thương, vừa đáng xấu hổ trong mắt những người xung quanh. 1. Nhóm những người thân thích hay tỏ thái độ coi thường vô tình hoặc cố ý. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng các mối quan hệ thân thích, ruột rà máu mủ sẽ cực kỳ bền lâu. Đó sẽ là những người sẵn sàng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, đến lúc trưởng thành hơn, gặp được nhiều người, nhiều trường hợp hơn, chúng ta mới nhận ra rằng trong hiện thực còn có quá nhiều người xem trọng danh lợi hơn cả tình thân. Khi có tiền mới có họ hàng thân thích, khi nghèo túng, dù là anh chị em ruột thịt cũng trở nên xa lạ hơn rất nhiều. 2. Những nhóm bạn thường chỉ cùng chung sở thích với nhau. Trong lúc vui vẻ, cao hứng, rất nhiều người dễ dàng nói rằng: anh em với nhau, có gì khó khăn chú cứ nói thẳng để mọi người giúp đỡ, không có gì phải ngại cả. Thế nhưng, nếu bạn coi những lời này là nghiêm túc 100%, vậy thì bạn sẽ chỉ nhận lại sự thất vọng. Vào thời điểm đó, đối phương chẳng những không hề giúp đỡ, thậm chí chúng ta còn mất thêm cả một người bạn. Khi cùng chung sở thích vui đùa, họ hễ gọi là có mặt, nhưng đến lúc nhờ vả, hẹn chục cuộc đều không gặp được cả chục. Dù có vô tình gặp mặt thì cũng chỉ coi nhau như một mối quan hệ không thân chẳng quen. Kỳ thực, bạn bè chân thành sẽ luôn là người chủ động hỏi thăm hoàn cảnh của bạn. Nếu biết chúng ta đang gặp khó khăn, họ có thể tìm mọi cách hỗ trợ trong phạm vi khả năng của mình dù ít dù nhiều. Cho dù không thường xuyên gặp nhau, cũng chẳng có thời gian tụ tập chơi đùa, nhưng có khi chưa cần chúng ta mở miệng, họ đã nắm bắt được tình hình và vươn đôi tay giúp đỡ. 3. Với cha mẹ đã già, đừng vay, cũng đừng mượn. Những người vĩ đại nhất trên thế giới là cha mẹ. Vì con cái, họ có thể cống hiến tất cả, có thể lo ngược lo xuôi, có thể bỏ cả thể diện. Đương nhiên, nếu bạn hỏi vay, cho dù có hay không thì cha mẹ chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách, chứ không bao giờ chối từ. Thế nhưng, chính vì cha mẹ đối tốt với chúng ta đến thế, bản thân mình lại càng không nên để họ còn phải lo lắng khi tuổi tác đã già. Khi tuổi cao sức yếu, tài sản tích góp nửa đời cũng đã hao hết phần nhiều trong quá trình nuôi dạy con cái trưởng thành. Đến ngày hôm nay, có lẽ họ cũng chỉ còn một tài khoản tiết kiệm không nhiều để trang trải cuộc sống ấm no. Nếu hiện tại lại bắt cha mẹ tiếp tục gồng gánh nặng nề trên lưng, bạn sẽ trở thành một người đáng thương và cả đáng xấu hổ. Lớn đến như thế mà chưa lo được cho người thân một cuộc sống êm vui, đủ đầy mà lại khiến họ nhọc lòng mệt mỏi thêm nữa. Đó là hành vi của người vô dụng. Vì thế, không đến bước đường cùng thì đừng cúi đầu trở về xin tiền mẹ cha già yếu. 4. Nhóm người giàu có nhưng chi li tính toán, động tới tiền là thay đổi thái độ. Có rất nhiều người dù điều kiện kinh tế tốt, tài chính dư giả, nhưng bản chất họ có phần tính toán chi li hay cân đo đong đếm. Nếu đơn giản thì là coi trọng vật chất, nói nặng nề hơn thì chính là keo kiệt. Muốn vay tiền của những người này thì vô cùng khó khăn, dù quan hệ của hai bên có tốt đẹp thân thiết đến mấy. So với tình nghĩa lâu năm, tiền tài vật chất mới là thứ quan trọng nhất trong lòng họ. Một khi đã có tiền trong tay, nhóm người này rất ít khi chịu nhả ra ngoài. Có thể thấy rằng, tiền bạc là vật ngoại thân nhưng thông qua chúng, ta lại thu hoạch được rất nhiều đạo lý ở đời. Hãy tự nhận thức rằng, có tiền thì thù hận sâu xa cũng có thể biến mất, không có tiền thì bằng hữu cũng trở mặt thành thù được ngay. Người xưa có câu, không ai giàu ba họ,
không ai khó ba đời. Nếu đã không thể dựa vào người khác, vậy hãy học cách tự lực dựa vào chính bản thân mình, đừng trông chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Giàu có phải hạ giọng, nghèo khó phải nỗ lực hơn. Hãy cố gắng thật nhiều để chính mình trở thành người có đủ điều kiện và năng lực để đi giúp kẻ khác. Chỉ có khi đó, chúng ta mới đạt được sự kính trọng thật lòng từ những người xung quanh. 5. Không nên vay người yêu tiền như mạng sống. Có người trên danh nghĩa là bạn bè, nhưng không làm những việc không mang lại lợi nhuận. Họ là người ích kỷ, không chấp nhận bất kỳ ai được hưởng lợi từ mình. Họ cũng không chấp nhận chịu thiệt thòi, dù chỉ là bé nhất. Ngay cả khi họ sẵn sàng cho bạn vay tiền, cũng yêu cầu trả lãi suất cao. Hơn nữa, dù chưa đến kỳ trả nợ, bạn vẫn phải nghe lời thúc giục trả tiền đúng hạn từ họ. Những người này sẽ không quan tâm đến khó khăn của người khác, mà chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Bởi vậy, dù túng thiếu cũng không nên vay tiền của những người yêu tiền như mạng sống. Bạn vẫn có thể vượt qua được những khó khăn này mà không cần phải dùng đến tiền của họ. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của Tìm Kiếm Đầu Tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.